Ở Quýt TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 8 tháng 1. Hôm nay là ngày gì? Ngày 8 tháng 1 là ngày đánh máy quốc tế. Ngày sinh của ai? Ngày 8 tháng 1 năm 1914 là ngày sinh của Lê Thương. Ông là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất cho thời kỳ tiền chiến của tân nhạc Việt Nam. Ông là tác giả của bộ ba ca khúc Hoàng Vọng Phu Bất Tử. Cũng vào ngày này năm 1935 là ngày sinh của Elvis Presley. Ông là một trong những biểu tượng đại chúng quan trọng nhất của thế kỷ 20 và được mệnh danh là ông hoàng nhạc rock and roll. Ông là nghệ sĩ solo bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại. Ông thành công ở nhiều thể loại nhạc khác nhau như nhạc pop, nhạc đồng quê, nhạc R&B và nhạc phúc âm. Elvis giành 3 giải Grammy, nhận giải Grammy thành tựu trọn đời ở tuổi 36 và được vinh danh tại nhiều đại sảnh âm nhạc danh tiếng. Ngày 8 tháng 1 năm 1942 cũng là ngày sinh của Stephen William Hawking. Ông là một nhà vật lý lý thuyết, nhà vũ trụ học và tác giả người Anh. Năm 2002, Hawking xếp thứ 25 trong cuộc bình chọn 100 người Anh vĩ đại nhất của BBC. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1984 cũng là ngày sinh của Kim Jong-un. Ông là chính trị gia người Triều Tiên, là nhà lãnh đạo của nước Bắc Triều Tiên. Cũng vào ngày này năm 1986 là ngày sinh của Maria Ozawa, nữ diễn viên thể loại phim JIV của Nhật Bản. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 1642 là ngày mất của Galileo Galilei. Ông là nhà vật lý học, nhà toán học, nhà thiên văn học và triết gia người Ý. Sự kiện. Ngày 8 tháng 1 năm 1959, Jacques de Gaulle trở thành tổng thống đầu tiên của nền đệ ngũ Cộng hòa nước Pháp. Vào ngày này năm 1994, nhà du hành người Nga Valery Polyakov trên tàu Soyuz TM-18 đã di chuyển sang trạm không gian Mir. Anh đã ở trên trạm vũ trụ này cho đến ngày 22 tháng 3 năm 1995 và lập kỷ lục 437 ngày sống trong không gian. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.